Xin chào anh chị, mến chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Stock. Thì rất vui được gặp lại quý anh chị trong cái video của em ngày hôm nay. Thì hôm nay là phiên thứ 6 cuối tuần, em cũng xin phép làm một cái video ngắn để đánh giá lại tình hình thị trường cũng như là đi qua một số mã cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm. Thì anh chị xem video, nếu thấy hữu ích thì anh chị có thể cho em một nút like video cũng như là một nút đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Ở bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một cái đường link Zalo cộng đồng. Đây là nơi các anh chị có thể cùng nhau trao đổi về thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu. Còn nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong cái room tư vấn khách hàng thì anh chị có thể thực hiện theo các cái bước bên dưới phần mô tả ha, thì em sẽ hướng dẫn các anh chị vào room. Rồi em xin cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Chúc anh chị và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Phần đầu tiên của mỗi video như thường lệ chúng ta cùng nhìn qua về thị trường VN-Index ngày hôm nay như thế nào. Thì VN-Index hôm nay đóng phiên với 1.390,12 điểm, tăng 10,4 điểm tương với 0,75%, với mức thanh khoản là 19.127 tỷ, với 223 mã tăng, 12 mã tăng trần, 65 mã tham chiếu, 147 mã giảm và 2 mã nhâm sàng. Trong rổ VN30 thì có 20 mã tăng, 1 mã tăng trần, 3 mã tham chiếu, 7 mã giảm và 0 mã nhâm sàng. Thì hôm nay là một phiên tăng điểm rất là tốt của thị trường với cái mức tăng điểm là 10,4 điểm, tương ứng với 0,75%. Thì nhìn thoạt qua, nhưng có nghĩa là nhìn khi chúng ta nhìn sơ qua thì từ phiên sáng đến khoảng 14 giờ thì nhìn chung á, thị trường nó vẫn khá là bình thường, nó vẫn khá là im ắng. Đây, nó liên tục để dằn co quanh tham chiếu chị, nhưng mà khoảng từ sau 14 giờ thì đặc biệt là các cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì ngày hôm nay nó có những cái mức tăng điểm rất là tốt, và có thể nói là cái ngành chứng khoán hiện tại là nó đang là cái dòng dẫn dắt thị trường. Thì đây là cũng là một cái tín hiệu rất là tốt của thị trường hiện tại, tại vì trong suốt một quá trình vừa rồi á thì dòng tiền nó liên tục nó đang xen giữa tất cả các ngành, nó đang xen giữa các cái mã cổ phiếu ngành midcap, các cái mã cổ phiếu ngành penny, và nó luân chuyển liên tục dòng tiền. Nhưng mà hiện tại thị trường nó đã có một cái dòng dẫn dắt nhất định, thì một khi mà thị trường nó có những cái dòng dẫn dắt nhất định thì lúc đó thị trường cái dòng tiền nó sẽ đổ vào nó nhiều hơn. Như trong giai đoạn vừa rồi anh chị để ý là một ngày nó chỉ giao dịch là khoảng 17 đến 18 nghìn tỷ thôi, và hôm nay mặc dù thị trường tăng điểm tốt nhưng mà thị trường nó vẫn giữ ở cái mức là khoảng 19 nghìn tỷ, vẫn chưa thoát khỏi được cái mức thanh khoản là 20.000 tỷ. Nhưng mà trong tuần sau thì em hy vọng rằng với những các tin tức như là test thể hệ thống mới hay là các cái việc mà các công ty chứng khoán nó mở lại cái margin, thì em hy vọng là trong tuần sau thì thị trường nó có cái mức dòng tiền nó sẽ dồi dào hơn để nó đẩy những cái mã cổ phiếu nó tăng tốt hơn trong giai đoạn tuần sau. Thì như những cái video của em vừa rồi em nói, thị trường trong lúc này á, ngành dẫn dắt thì nó đã có rồi, và một cái điều duy nhất nó còn thiếu đó là dòng tiền. Dòng tiền nó sẽ là yếu tố quyết định việc thị trường nó có vượt được 1.400 hay không, vượt 1.500 hay không trong những đoạn sắp tới. Thì nếu mà tuần sau dòng tiền tốt thì em nghĩ là thị trường nó sẽ có một phiên bùng nổ theo đà trong tuần sau. Thì các chị lưu ý trong những cái mã cổ phiếu trong tuần sau ha. Rồi về nhìn chung về thị trường ngày hôm nay có thể nói là thị trường trong lúc này á, về nhìn chung về cái góc nhìn kỹ thuật của thị trường, rồi anh chị về cái góc nhìn kỹ thuật của thị trường á, thì hiện tại sau bốn phiên đỏ điểm, nghĩa là sau bốn phiên mà màu đỏ này, thì hiện tại hôm nay thị trường nó đóng nến với một cái nến rút chân dưới và đóng nến cao nhất ngày, nghĩa là cái thị trường trong lúc này á nó vẫn cũng khá là tích cực. Nhưng mà khi anh chị nhìn cái lượng thanh khoản này, cái lượng thanh khoản nó vẫn còn khá là thấp. Mức tăng điểm mà cái lượng thanh khoản nó vẫn khá là thấp như thế này thì em vẫn chưa đánh giá quá cao, tuần sau mà thị trường cái mức thanh khoản là khoảng từ 23-25 nghìn tỷ hoặc là tốt hơn thì thị trường nó sẽ bắt đầu một cái cơn sóng mới mà nó mạnh mẽ hơn trong tuần sau. Ngành dẫn dắt thì đã có rồi, tại vì sao? Tại vì khi anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng cũng như là ngành chứng khoán thì em cũng phân tích rất nhiều những cái cổ phiếu này trong những cái video. Thì khi anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng này, ví dụ như HDBank tạo đáy xong rồi anh chị, đó nó có những cái mô hình nó tạo đáy này, hay là Vietcombank thì giai đoạn này nó chạy tốt rồi, STB này chị, đó STB nó vẫn trong một quá trình nó tạo đáy nè, Techcombank cũng tạo đáy nè chị, đó nó quay về là test lại một lần này, hai lần test lại ba lần này. Thì những cái mã cổ phiếu ngân hàng á, trong giai đoạn vừa rồi, có thể nói là trong hai tuần vừa rồi, thì nó đang trong một quá trình, gọi là trong một cái quy trình nó tạo đáy và tạo những cái vùng cân bằng. Thì khi mà những cái ngành chứng khoán á nó chạy rồi thì cái ngành ngân hàng tuần sau á rất là cái khả năng rất cao nó cũng sẽ chạy, tại vì như anh chị đầu tư lâu dài á thì ngành ngân hàng cũng như ngành chứng khoán nó sẽ chạy đồng pha nhau. Giai đoạn trước á, ngân hàng nó chạy trước, chứng khoán nó chạy sau. Nhưng mà trong giai đoạn này, đặc biệt là cái phiên ngày hôm nay thì chứng khoán nó đẩy chỉ trước, thì kỳ vọng thì tuần sau thì những cái mã cổ phiếu ngân hàng nó cũng sẽ chạy theo ha. Rồi về cái góc nhìn kỹ thuật của em giai đoạn này, nghĩa là về cái góc nhìn kỹ thuật giai đoạn này á, thì thị trường nó vẫn đang trong một cơn uptrend về trung hạn. Còn về ngắn hạn á, thị trường nó vẫn đang trong một giai đoạn là một giai đoạn không rõ xu hướng. Có nghĩa là nói, nếu mà nói thị trường sập á thì nó cũng không đúng, nhưng mà nói thị trường tăng
thì nó cũng cũng không hợp lý. Tại vì sao chị? Tại vì lúc này mà thị trường nó tăng điểm nhưng mà nó vẫn đang tiệm cận về những cái mức khoảng cái vùng 1.375 đến 1.390. Thì khi mà về những cái vùng như thế này nè, thì cái gọi là cái lượng tiền nó khá là e dè, nó khá là e dè, thì lúc này á lượng tiền nó phải còn dồi dào hơn để đẩy những cái mã cổ phiếu nó sẽ tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Rồi nếu anh chị nhìn qua cái chỉ số vệ sinh này, thì ngày hôm nay thị trường tăng điểm nó cũng bị coi là nó sẽ nó bị tác động rất lớn bởi chỉ số vệ sinh. Có nghĩa là trong vào phiên sáng này, vào phiên sáng thì thị trường nó mở cái gap rất là lớn. Thì đây mở phiên sáng mở gap, đây phiên sáng mở gap nên chị. Đó, nhưng mà sau sau khoảng là vùng 10 giờ á, thì quay trở lại là lắp gap. Thì lúc này á lúc lúc này thì tâm lý của anh chị rất là hoảng loạn. Đó, nhưng mà sau đó cái nến là khoảng 10 giờ 40 á, đến 10 giờ 45 thì vào những cái cây nến này là những cây nến gọi là chấp nhận gọi là chững lại cái đà giảm và bắt đầu một cái giai đoạn cân bằng và chính thức vào cái phiên và cái cây nến là 13 giờ 45 vào cây nến này chị là bắt đầu một cái gọi là một cái phiên đại giá rất rất là mạnh, gọi là một cái sự lon rất là mạnh bên chỉ số vệ sinh với một cây nến rất là cao, thì đây là cũng là một tác động rất là lớn đến chỉ số cơ sở. Thì hiện tại tình hình vệ sinh á thì phái sinh nó vẫn đang gặp một cái ngưỡng kháng cự rất là mạnh. Đây cái ngưỡng kháng cự khoảng là vùng 1.500, thì nếu anh chị về nhìn quan sát trong khoảng một tháng gần đây này thì cái vùng 1.500 là một cái ngưỡng kháng cự rất là mạnh của bên chỉ số vệ sinh. Thì nếu mà thị trường tuần sau anh chị ha, thị trường tuần sau mà nó vượt được cái cản này thì có thể nói là thị trường gọi là thị trường cơ sở nó sẽ bung nóc luôn trong tuần sau đó. Tại vì cái cản 1.500 này trong một tháng gần đây thì thị trường nó chưa thể vượt qua được cái cản này, và khi mà nó vượt qua rồi á nó giảm xuống rất là mạnh. Thì nếu mà thị trường mà nó trong tuần sau á nó vượt qua được cái cản này với một cái lượng thanh khoản dồi dào thì thị trường tuần sau á nó rất là có thể là bung nóc trong tuần sau. Thì đó là những cái tín hiệu rất là tích cực, cùng với việc những cái thông tin là như là test hệ thống mới hay là các cái công ty chứng khoán như là SSI, VND hay là SHS nó đang mở một cái lượng margin, gọi là nó mở nới là mở margin lại cho các mã cổ phiếu, thì đây là cũng là một cái tín hiệu rất tốt cho cái thị trường nó bắt đầu một cái cơn sóng mạnh hơn trong tuần sau. Rồi thì tiếp theo chúng ta cùng nhìn qua về cái khối ngoại cũng như là khối chuyển động tổ chức. Về khối ngoại trong ngày hôm nay thì khối ngoại hôm nay mua ròng là khoảng 82 tỷ, tập trung vào các mã là VIX, Gas, Vinhome, KDH, Vinamilk, BDR, SSI, HDBank, Vietcombank, CTG cũng như là Đất Xanh, DSG. Về một số mã mà khối ngoại bán ròng bán trong ngày hôm nay đó là HBG, MBBank, VPBank, Gex, DHC, Đạm Phú Mỹ, VRE, CEA, VIB, HSG cũng như là DHC. Về khối tự doanh trong ngày hôm nay thì tự doanh ngày hôm nay cũng mua ròng là khoảng 53 tỷ, gần 53 tỷ trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Tập trung vào các mã mua như là Vietcombank, Vinhome, SSI, STB, BWE, Techcombank, NKG, BNG cũng như là VPBank. Về một số mã mà khối tự doanh mua bán ròng trong ngày hôm nay đó là DGC, Novaland, MWG, KDH, Đạm Phú Mỹ, NBBank, NBB, VCI cũng như là DIG. Về cái chịu động ngành ngày hôm nay thì cái phiên hôm nay á thì đa phần các ngành đều tăng điểm. Đa phần các ngành đều tăng điểm ha. Về các cái mã của các ngành tăng điểm mạnh trong ngày hôm nay đã có ngành ngân hàng này, có ngành bất động sản này, có ngành dầu khí, có ngành chứng khoán, thực phẩm, hóa chất, thép, vận tải, viễn thông, hay là các ngành bia, du lịch cũng như ngành bảo hiểm. Và một số ngành nó chỉ giảm nhẹ thôi chị ha, đó là ngành bán lẻ, ngành điện, ngành hàng khu công nghiệp cũng như là ngành hàng tiêu dùng. Rồi tiếp theo là về cái nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay. Về cái nhóm dẫn dắt về chỉ số tăng thì đó là có Vietcombank, Novaland, Gas, BDR, Techcombank cũng như là SSI. Và một số mã mà đóng góp vào chỉ số giảm đó là VIB, VPBank, VRE, SBT, Gex cũng như là HBX. Rồi về cái độ rộng thị trường ngày hôm nay thì độ rộng thị trường ngày hôm nay á, vào phiên sáng á, có thể nói là vào từ khoảng là 9 giờ 15 đến khoảng là vào phiên chiều luôn. Thì khi anh chị nhìn nè, vào phiên sáng đến khoảng là phiên trưa á, thì cái phần màu đỏ này nó chiếm nhiều hơn cái phần màu xanh. Tuy nhiên vào phiên chiều là khoảng sau 14 giờ thì cái phần màu xanh nó có gọi là nó lấy lại vị thế của nó và nó cân bằng hơn so với cái bên màu đỏ. Màu xanh là bên bán và màu đỏ là, xin lỗi chị, màu xanh là bên mua cũng như là màu đỏ là bên bán. Nghĩa là nhìn chung á, về cái đầu rộng thị trường ngày hôm nay nó cân bằng giữa bên bán và bên mua, thì đây cũng là một tín hiệu rất tốt. Những cái phiên trước thì về cái độ rộng thị trường á thì bên bán á, nó chiếm hơn ở bên màu xanh, nhưng mà về cái độ rộng thị trường ngày hôm nay nhìn chung á nó đã có những cái mức cân bằng rồi, cũng khá là ok. Rồi phần 2 của video, trước khi mà chúng ta đi qua phần 2 của video thì chúng ta cùng nhìn qua một chút về các cái chỉ số của chỉ số tài chính của các nước trên thế giới như thế nào. Về các chỉ số của nước Mỹ thì Dow Jones ngày hôm qua tăng rất là mạnh,
tăng 322 điểm, tương ứng với 0,95%. Các chỉ số khác như là S&P 500 là tăng khoảng 0,858%, Nasdaq là tăng khoảng 0,69%, Russell 2000 là tăng khoảng 1,23%. Rồi, chỉ số của Canada là tăng khoảng 0,25%, chỉ số của Đức là giảm nhẹ là khoảng 0,15%, chỉ số của nước Anh tăng khoảng 0,21%, và các chỉ số của châu Á có Nhật Bản là có Nikkei 225 thì tăng khoảng 0,66%. Shanghai của Thượng Hải là tăng khoảng 1,15%, China 50 của Trung Quốc là tăng 1,75%, Hang Seng của Hồng Kông là tăng khoảng 1,43%, cũng như là KOSPI của Hàn Quốc là tăng khoảng 0,51%. Thì nhìn chung chỉ số, các chỉ số của thế giới trong giai đoạn này nó khá là tích cực, rất tích cực anh ha. Về tình hình về thế giới trong ngày này thì rất ok rồi. Rồi tiếp theo phần 2 của video thì em cũng sẽ đánh dấu qua thật là kỹ các cái mã cổ phiếu chính được rất nhiều các anh chị nhà đầu tư quan tâm trong giai đoạn này, để các anh chị có thể linh hoạt đầu tư trong tuần sau. Nếu mà em chưa giải đáp được những cái mã cổ phiếu nào thì anh chị có thể comment bên dưới phía video để em sẽ hỗ trợ các anh chị một cách tốt nhất ha. Rồi phần đầu tiên chúng ta cùng đánh giá qua về các cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng. Ngân hàng chúng ta có HD Bank. Ở HD Bank đó thì nó vừa trải qua một giai đoạn nó tạo đáy, đã nó tạo nó test lại một lần này, nó test lại hai lần đó, thì những cái mẹ cổ phiếu HD Bank đó thì nhiều khả năng cái vùng giá là khoảng vùng giá 33 và 32.5 đến giá 33 là vùng này, là cái vùng đáy của mẹ HD Bank này rồi. Thì cái mẹ cổ phiếu HD Bank đó thì anh chị nào nắm giữ thì có thể tiếp tục nắm giữ được cái gì ha. Thì cái mẹ cổ phiếu này hiện tại á nó hết điểm mua rồi, thì cái mẹ cổ phiếu này anh chị lưu ý cái mức gọi là cái mức kháng cự bên trên của cái mẹ cổ phiếu HD Bank này là khoảng vùng giá 36. Thì nếu anh chị nào mà đánh ngắn hạn á thì anh chị lưu ý cái vùng giá 36 này, thì nếu mà nó về vùng này này mà nó gặp áp lực chốt lời lớn thì anh chị có thể cân nhắc chốt một nửa ra được để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. Anh chị giữ một nửa lại để chúng ta làm vị thế, và nếu mà test tốt lại thì chúng ta mua gia tăng sâu cũng không quá muộn. Rồi tiếp theo là mã STB. STB thì nó vẫn đang trong một quá trình nó tạo đáy. Thì nhìn chung á cái mã STB này nó hơi yếu, gọi là nó hơi yếu so với các cái mã cổ phiếu ngân hàng khác, nhưng mà nhìn chung thì cái mã cổ phiếu STB á nó vẫn giữ được cái xu hướng, và đặc biệt á nó vẫn giữ được cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là một mức hỗ trợ khá là cứng, là khoảng vùng giá 28.5. đây nó quay về nó test một lần, nó test lại hai lần, và nó đang có dấu hiệu nó test lại ba lần. Thì cái mã STB này khi mà nó vượt được cái cản là khoảng giá 30 á, 30-31 thì cái mã cổ phiếu này nó sẽ chạy rất mạnh. Thì cái mã cổ phiếu anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ được ha. Rồi tiếp theo là mã Vietcombank. Vietcombank thì trong giai đoạn này nó vẫn cứ chạy. Ngày nào nó cũng tăng hết, mặc dù thanh khoản nó không cao nhưng mà ngày nào nó cũng tăng. Thì cái mẻ cổ phiếu này là một cái mẻ cổ phiếu dẫn dắt thị trường, gọi là dẫn dắt cái mẻ những cái mẻ cổ phiếu ngân hàng á. Thì như trong giai đoạn vừa rồi những cái mẻ cổ phiếu ngân hàng khác nó đang trong một quá trình tạo đáy, thì cái mẻ cổ phiếu Vietcombank nó gọi là nó chạy trước những mẻ cổ phiếu ngân hàng. Thì anh chị nào nắm giữ thì có thể tiếp tục nắm giữ với cái mẻ Vietcombank này cũng ok. Rồi tiếp theo là mẻ Techcombank. Techcombank thì nó vẫn cũng đang trong một quá trình nó tạo đáy. Thì cái mức hỗ trợ cực kỳ cứng với cái mẻ Techcombank này là khoảng vùng giá 50. 49.550 thì đây là cái mức hỗ trợ rất cứng với cái mã cổ phiếu Techcombank này đó. Thì nhiều khả năng thì Techcombank nó sẽ không thủng cái vùng này đâu. Thì hiện tại anh chị nào đánh dài hạn thì anh chị có thể lấy vị thế được với cái mã cổ phiếu Techcombank này là khoảng vùng giá 51.5 đó, anh chị lấy vị thế trước 20-30%, nó vượt vùng giá khoảng giá 53 thì anh chị có thể gia tăng thêm. Thì nếu chị thích với mã Techcombank này thì anh chị có thể lấy vị thế dần ha. Rồi tiếp theo là mã BIDV. BIDV thì hiện tại nó vẫn đang trong quá trình là tạo đáy. Đây, những cái nền như thế này này. Một khi mà thằng BIDV này nó chạy cái gì ha. Cái mã BIDV này nó chưa chạy thôi, nhưng mà một khi mà nó chạy á thì cái mã BIDV này nó sẽ chạy rất là điên đó. Thì cái mã cổ phiếu BIDV này thì khi mà nó vượt vùng giá là khoảng vùng giá 46 46.5 thì anh chị có thể mua với mã BIDV ha. Ngay là khi mà nó vượt được cái chiếc hộp Davat này này thì anh chị có thể tham gia trở lại với cái mã BIDV này. Còn hiện tại các anh chị nào có hàng thì tiếp tục nắm giữ được, còn tham gia thì vẫn chưa nên tham gia quá sớm với cái mã cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là mã CTG. CTG thì đang có ngày hôm nay thì CTG nó đã quay về nó test lại cái đường MA5 và nó bật tăng lên trở lại rất tốt, có nghĩa là chạm về cái đường này này đó, rút chân lên này. Thì cái mã cổ phiếu này nó test lại cái đường MA5 khá là ok với cái mã cổ phiếu này. Thì anh chạy gọi là hiện tại cái mức kháng cự bên trên của cái mã cổ phiếu CTG là khoảng vùng giá 54, là cái vùng đỉnh cũ của nó chị. Thì nếu mà nó test lại thành công thì anh chị có thể tham gia. Hiện tại nó mới chỉ có 2 phiên thôi thì nó vẫn chưa đủ uy tín thì để tham gia trở lại với cái mã cổ phiếu này á. Một á là anh chị nên chờ khoảng từ 2 đến 3 phiên nữa mà là giữ giá trên vùng giá 53 thì anh chị có thể mua lấy vị thế được. Còn hai á thì anh chị nên chờ nó vùng giá 54.5 thì anh chị có thể mua cái mã cổ phiếu này luôn. Tại vì những cái vùng đỉnh như thế này này thì thông thường những cái mã cổ phiếu khi mà nó về vùng đỉnh của nó thì nó sẽ có 3 xu hướng. Một là nó sẽ vượt đỉnh, hai á thì nó sẽ giữ giá quanh cái vùng này, còn ba là nó sẽ quay đầu. Thì để an toàn á thì anh chị nên chờ thêm. Còn những chị nào còn hàng thì tiếp tục nắm giữ được và quan sát thêm cái giai đoạn khoảng giá 54 này ha. Rồi tiếp theo là mã TPBank.
Tuy ban thiện những giờ thì ban hiện tại nó vẫn đang có dấu hiệu nó tạo đáy như này, hiện tại cái dòng tiền nó vẫn chưa chú ý quá nhiều với các mẹ TP ban. Thì để tham gia trở lại với các mẹ TP ban á, thì anh chị nên chờ nó đánh vượt vùng giá 37 thì anh chị có thể tham gia với các mẹ cổ phiếu này, còn có hàng tiếp tục đánh dấu được. Và cái mức hỗ trợ với các mẹ TP TP ban là khoảng giá 31.5 34.5 cái gì ha. Rồi tiếp theo là mẹ ECB. ECB thì hiện tại nó cũng tiềm cận về cái vùng đỉnh cũ, và cái vùng đỉnh cũ của nó thông thường nó sẽ là cái target ngắn hạn. Gọi là cái vùng những cái vùng đỉnh cũ á, thì thông thường nó sẽ là cái target ngắn hạn của những cái mẻ cổ phiếu. Thì anh chị lưu ý cái mức là cái mức ngắn hạn của cái mẻ cổ phiếu này là khoảng giá 37. Anh chị lưu ý mức một cái gọi là cái vùng đỉnh cũ của cái mẻ cổ phiếu này ha. Thì nếu mà là dùng giá tốt thì anh chị nắm giữ được. Còn nếu mà nó về vùng này gặp áp lực chốt lời lớn thì anh chị có thể chốt một phần, chốt 50%. Rồi tiếp theo mẻ HB. HB thì giai đoạn này nó vẫn đang dự giá, vẫn đang gọi là đang trong một giai đoạn nó rủ cung. Thì cái mẻ cổ phiếu này nếu anh chị nào nắm giữ thì chúng ta không nên bán nữa. Nếu chị nào mà chưa bán trên này thì chị có thể nắm giữ được giai đoạn này, và chúng ta quan sát thêm cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 26.5 ha. Rồi tiếp theo là OCB. OCB thì cái mã này cổ phiếu này nó test đáy 3 lần. Đây nó test một lần này chị, nó test hai lần này, nó test 3 lần này, thì cái vùng giá là khoảng giá 29 á, thì 99% là cái vùng đáy với cái mã cổ phiếu OCB này rồi. Thì cái mã cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ được với cái mã cổ phiếu này ha. Và anh chị nào thích thì có thể lấy vị thế quanh giá 30 cũng rất là ok với mã cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là MB Bank. MB Bank là một cái mã cổ phiếu rất là mạnh. Và những cái mã cổ phiếu MB Bank là những cái mã cổ phiếu khi mà nó chạm về cái vùng đỉnh của nó này chị, thì nó liên tục là nó có những phiên test cung, các phiên test cung và nó dựng giá rất là tốt quanh quanh cái vùng đỉnh này. Thì cái mã cổ phiếu này anh chị nên chờ thêm một phiên nữa ha, một hai phiên nữa mà nó dựng giá quanh giá 42 á, thì anh chị có thể lấy vị thế với mẹ này luôn, hoặc là tuần sau vào thứ hai á, thứ hai nếu mà có giá đỏ thì anh chị có thể lấy dòng với mẹ cổ phiếu này MB Bank. Với cái mẻ cổ phiếu này đánh rất ok với mẻ cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là mẻ Liên Việt. Liên Việt hiện tại cái mức hỗ trợ bên dưới với cái mẻ cổ phiếu này là khoảng vùng giá 28 với mẻ cổ phiếu này. Thì hiện tại anh chị nếu có hàng thì tiếp tục nắm giữ được thôi. Còn cái mẻ cổ phiếu này nếu mà đánh lại thì anh chị nên chờ dòng tiền đi, nên chờ dòng tiền nó quay trở lại, tại vì cái mẻ cổ phiếu này là vẫn đang trong một giai đoạn nó rủ cung và nó vẫn chưa biết khi nào dòng tiền nó mới quay trở lại. Thì thực ra tại vì giai đoạn vừa rồi này, cái mẻ cổ phiếu này nó vẫn giai đoạn nó thanh khoản hơi thấp, thì không biết cái ý đồ của cái đội mà đánh Liên Việt này nó như thế nào. Tại vì giai đoạn trước á, nếu chị nào nhìn cái giai đoạn trước này thì có thể nói giai đoạn trước của mà cái mẻ Liên Việt á, nó đánh một cái cách đánh rất là hiền, gọi là cách đánh rất là bài bản cũng như là cách đánh rất là hiền và ngon. Nhưng mà sau khi một giai đoạn nó chạy nước rút xong rồi á, thì cái mẻ cổ phiếu này kêu là cái diễn biến cung cầu với cái mẻ cổ phiếu Liên Việt này nó không còn được như trước nữa, và cái cách đánh của nó rất là khó chịu. Thì để an toàn hơn á, thì anh chị nên chờ cái dòng tiền lớn nó quay trở lại đi, thì anh chị có thể tham gia trở lại với cái mẻ Liên Việt này cũng không quá muộn. Rồi tiếp theo là mẻ MSB. MSB thì nó đang tạo đáy qua vùng này rồi, chắc chắn nó sẽ là tạo đáy qua vùng này rồi. Thì cái mẻ cổ phiếu này á, anh chị nào nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ được, không có vấn đề gì. Còn anh chị nào mua mới thì có thể lấy vị thế quanh giá 28 đến vùng giá 28.5, rất là ok. Mã này chắc chắn nó sẽ vượt vùng giá 30, hoặc chắc chắn sẽ còn giá 3x trong năm nay. Rồi tiếp theo là mã VB Bank. VB Bank thì mẻ cổ phiếu này nó không biết cái diễn biến cung cầu nó như thế nào. Còn tham gia với cái mã này á thì hiện tại em không khuyến khích tham gia. Không khuyến khích tham gia với cái mẻ cổ phiếu này nữa. Còn anh chị nào có hàng thì anh chị giai đoạn này em nghĩ là anh chị nên chốt lời với cái mẻ cổ phiếu này, để chúng ta chuyển sang những cái mẻ cổ phiếu nào mà nó chưa chạy quá lớn trong giai đoạn vừa rồi. Tại vì sao vậy anh chị? Tại vì cái dư địa với cái mẻ VB Bank này á, nếu mà nó còn chạy á thì nó sẽ không còn tăng nóng nữa như trong giai đoạn này. Tại vì cái mẻ cổ phiếu này nó đã chạy một giai đoạn chạy nước rút rồi. Thì nếu anh chị nên chuyển từ những cái mẻ cổ phiếu này, anh chị nên chuyển sang những cái mẻ cổ phiếu mà nó chưa chạy trong giai đoạn vừa rồi, thì cái mức gọi là cái tỷ suất sinh lợi của chúng ta á nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Rồi, tiếp theo là mẻ An Bình. An Bình thì nó cũng đang có dấu hiệu nó tạo đáy. Cái vùng này á thì 80%, 80-90% là cái vùng đáy với cái mẻ An Bình này rồi. Thì chỉ cần An Bình á một cái phiên tiền vào thôi thì cái mẻ cổ phiếu này nó sẽ chạy rất là nhanh. Tại vì trong giai đoạn vừa rồi này, cái mẻ cổ phiếu này cái lượng thanh khoản rất thấp. Nghĩa là cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ thì bán với cái mẻ cổ phiếu này thì bán gần gần hết với cái mẻ cổ phiếu này rồi. Tiền lớn thì nó vẫn chưa ra, chỉ là các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán thôi. Thì mẻ cổ phiếu này anh chị nên chờ tiền vào đây. Tiền vào thì chúng ta sẽ đánh với mẻ cổ phiếu này. Và đánh ngắn thôi, cái mẻ cổ phiếu này đánh ngắn là chính, cho đến dài thì em không khuyến khích. Rồi tiếp theo là mẻ BVB. BVB thì cũng như mẻ An Bình, những cái mẻ cổ phiếu loại 2 như thế này á thì giai đoạn này nó đang trong một quá trình nó tạo đáy và khối lượng thấp. Thì những cái mẻ cổ phiếu này anh chị nên chờ dòng tiền vào thì chúng ta sẽ mua lại với mẻ cổ phiếu này ha. Rồi tiếp theo là mẻ VIB. VIB thì giai đoạn này nó cách đánh nó hơi khó chịu xíu, và cái mẻ này á nó tạo nền không chặt. Cái mẻ cổ phiếu này nó tạo nền không được siết cho lắm. Cái mẻ này cổ phiếu này gọi là theo cái quy trình mà nó tạo nền á thì em không đánh giá quá cao. Không lấy dấu qua cái mẻ cổ phiếu này thì anh chị nào nắm giữ thì anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 47.5 với mẻ cổ phiếu này. Rồi đó là những cái mẻ cổ phiếu ngành ngân hàng. Tiếp theo chúng ta cùng đi qua những cái mẻ cổ phiếu ngành chứng khoán.
Thì như cái video của em ngày hôm qua em có nói thì chứng khoán thì giai đoạn vừa rồi nó đang trong một quá trình nó tạo đáy và nó chứng lại, thì anh chị nào có hàng thì tiếp tục nắm giữ thôi chứ không có gì phải bán với những cái mã cổ phiếu chứng khoán này. Rồi chúng ta cùng đi qua những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán chính ha. Đầu tiên là mã SSI đây. SSI sau khi mà nó chứng lại thì cái được gọi là cái điều quan trọng á, thì cái mã SSI này sau khi mà nó giảm á, nhưng mà đặc biệt là cái khối lượng không cao. Khối lượng không cao là một cái yếu tố rất quan trọng trong một quá trình nó chứng lại và nó tạo nền của những cái mã cổ phiếu. Thì anh chị nào nắm giữ với cái mã SSI này thì có thể tiếp tục nắm giữ được cái gì ha. Thì cái mã SSI thì có dấu hiệu nó vượt đỉnh rồi, thì nhiều khả năng á, nếu mà tuần sau nó tốt thì SSI nó sẽ chạy, nhưng mà nếu mà tuần sau nó gặp áp lực chốt lời nhiều á, tại vì thông thường tại những cái mã cổ phiếu á, nó sẽ test lại cái vùng đỉnh này như thế nào. Thì anh chị quan sát những cái mã cổ phiếu nó nằm quanh vùng giá 53, 54, thì nếu mà gặp áp lực chốt lời thì anh chị có thể canh chốt mà 20, 30% hoặc là 50% cũng được. Còn nếu mà nó chạy nữa thì anh chị nắm giữ tiếp và nâng chặt lại lên ha. Thì những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán trong giai đoạn này á, thì nắm giữ và nâng chặn lại thôi. Cần là chúng ta sẽ follow trend, follow thị trường và follow theo dòng tiền, thì đó là một cái cách đánh nó hợp lý nhất trong giai đoạn này. Cần là thị trường như thế nào á, thì chúng ta sẽ nương theo thị trường. Những cái mã cổ phiếu nó còn tốt thì chúng ta sẽ bám theo nó, còn những cái mã cổ phiếu nó xấu thì chúng ta sẽ canh chốt dòng đi đó. Còn những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán tương tự, thì những cái mã cổ phiếu này á, thì anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ và nâng chặn lại lên, follow theo thị trường. HCM cũng tương tự, HCM thì nó đã vượt đỉnh rồi đó, thì cái mã cổ phiếu này nó đã vượt đỉnh thời đại của mã cổ phiếu này rồi, thì anh chị nâng cái mức chặn lại với cái mã cổ phiếu này lên là khoảng giá 50, xin lỗi anh chị, còn giá 45 ha. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu FTS. FTS thì anh chị nào đánh ngắn thì anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ, xin lỗi anh chị, cái mức kháng cự bên trên của nó là khoảng giá 38, xin lỗi anh chị, 38.5, thì anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ, xin lỗi, cái mức kháng cự bên trên này của nó ha. Về vùng này mà nếu mà gặp áp lực chốt lời thì anh chị có thể canh chốt bớt, hoặc là nếu mà giữ giá tốt thì anh chị có thể nắm giữ được với mã cổ phiếu này. Tiếp theo là MBS. MBS thì nó cũng đang tìm cận về cái vùng đỉnh cũ này, về mua mới những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán á, anh chị lưu ý những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán giai đoạn này á, để an toàn, có nghĩa là để an toàn nha, thì anh chị nên chờ nó test lại cái vùng đỉnh cũ của nó như thế nào. Nó test lại nó dựng giá ok hoặc là nó vượt luôn á thì chúng ta sẽ mua. Còn nếu mà nó về vùng này gặp áp lực chốt lời thì anh chị hãy khoan mua. Có nghĩa là về ngắn hạn thì anh chị hãy khoan mua, còn về dài hạn thì những cái mã cổ phiếu này chắc chắn nó sẽ gọi là cái sóng chứng khoán thì nó vẫn sẽ còn rất là dài. Về dài hạn, về trung về hạn thì những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán cái sóng của nó vẫn còn rất là dài. Còn về ngắn hạn thì anh chị nên chờ nó test lại cái vùng đỉnh này như thế nào thì anh chị có thể tham gia an toàn được mới với những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán. Tiếp theo là VND. VND thì nó cũng đang mong bên nó vượt cái đỉnh này đó, đang mong vượt đỉnh anh chị. Thì cái mã VND này á, trong giai đoạn vừa rồi nó giữ giá rất là tốt, anh chị nhìn cái cách tạo nền với cái mã cổ phiếu VND này đó, nó giữ giá rất là kinh khủng với mã cổ phiếu VND này luôn. Thì cái mã cổ phiếu VND này á, nó vẫn còn rất là mạnh, nó vẫn còn rất rất là mạnh với cái mã cổ phiếu này, thì anh chị nào có hàng tiếp tục nắm giữ, hoặc là anh chị có thể mua quanh giá 45, lấy về thẻ quanh giá 45 cũng rất là ok với mã cổ phiếu này. Tiếp theo là mã SHS. SHS thì mã cổ phiếu này tương tự như VND, thì cái mã cổ phiếu này cái cách mà nó tạo nền á, anh chị nhìn cái cách cổ phiếu nó tạo nền VND này dưới cái mã cổ phiếu SHS này, anh chị nhìn cái cách nó tạo nền rất là chắc chắn. Thì những cái mã cổ phiếu mà nó tạo nền chắc chắn mà cái biên độ nó nhỏ như thế này và khối lượng nó thấp, quan trọng là khối lượng nó phải thấp, thì những cái mã cổ phiếu này trong một quá trình đi lên á, nó sẽ không gặp áp lực bán nhiều. Tại vì sao anh chị? Tại vì cái lượng đầu tư nhỏ lẻ bán trong những cái cây nến này bán hết rồi. Những cái phiên mà rủ cung như thế này, ở những cái phiên mà tách cung cầu như thế này, lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ bán hết rồi, thì khi mà nó vượt vượt đỉnh á, thì gọi là áp lực chốt lời nó sẽ không còn nhiều so với những cái phiên như thế này nữa. So với những cái phiên như thế này, khi mà anh chị nhìn cái để ý kỹ nè, trong những cái phiên như thế này á, đâu gọi là những cái cá mập á cũng mua, nhưng mà sao, nhưng mà lượng nhà đầu tư đều bán cũng rất là nhiều, tại vì anh chị nhìn cái lượng thanh khoản đây đó, anh chị nhìn cái lượng thanh khoản rất là cao. Nhưng mà những cái phiên như thế này này, khối lượng thấp và những cái phiên tách cung cầu, thì những cái phiên này những anh chị đầu tư nhỏ lẻ thì anh chị hoang mang lo sợ thì các chị đã bán hết rồi. Thì những cái phiên như thế này mà tạo nền siết chặt như thế này trong một quá trình đi lên á, thì áp lực chốt lời nó sẽ không còn nhiều nữa. Thì em đánh giá rất là cao với cái mã cổ phiếu SHS cũng như là VND đây, cũng như cái mã cổ phiếu MBS. MBS thì nó tạo nền cũng rất là chắc chắn, thì những cái mã cổ phiếu này anh chị có hàng thì anh chị nắm cho được. Còn anh chị mua mới thì anh chị có thể lấy vị thế với mã cổ phiếu MBS, VND cũng như là SHS, HCM cũng như là SSI á. Thì những cái mã cổ phiếu này nó vượt đỉnh rồi, nó gọi là nó break ra khỏi cái nền của nó rồi, thì những cái mã cổ phiếu này để mua thì nó hơi nên chờ giai đoạn sau. Còn nếu anh chị đã lấy vị thế thì anh chị có thể lấy vị thế ba cái mã vừa rồi em nói. Thì những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì sáng nay em đã cho các chị mua rồi, sáng nay thì em cho cái khoảng lúc 9:39 trong cái phiên ngày hôm nay thì em có cho các chị mua SSI, SHS, MBS cũng như là VND. Lúc mà em cho mua thì em không nghĩ là cái mã những cái mã cổ phiếu nó chạy liền đâu, có nghĩa là em nghĩ là tuần sau nó mới chạy,
Tại vì những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó đang có một cái tin tức là nó hệ thống mới cũng như là nới lại những cái lượng margin, thì em nghĩ là tuần sau nó mới chạy thôi. Như hôm nay anh ta mua, nhưng mà không ngờ thì những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán ngày hôm nay tăng rất là tốt, thì đó là cũng một cái tín hiệu cũng khá là ok trong cái giai đoạn gần đây. Rồi tiếp theo là những cái mã cổ phiếu khác cái gì ha, VIX. VIX thì em có nói đến cái mã cổ phiếu này rồi, cái mã cổ phiếu này đánh rất là khó chịu, và cái mã cổ phiếu này cái cách đánh của nó có thể nói là những cái mã cổ phiếu cách đánh rất là khó trong ngành chứng khoán. Thì cái mã cổ phiếu này á, em không tham gia, nhưng mà anh chị nào tham gia thì em nghĩ là các chị nên chốt chốt lời cái mã cổ phiếu này đi, để chuyển sang những cái mã cổ phiếu nó gọi là những cái mã cổ phiếu nó an toàn hơn, về cái cách đánh nó dễ chịu hơn. Có thể là cái mã cổ phiếu VIX này á, cái câu chuyện nó vẫn còn, nhưng mà cái về cách đánh của nó rất là khó chịu, nó sẽ làm là mất kiên nhẫn cho các chị. Thì anh chị nào nắm giữ cái mã cổ phiếu này á, thì anh chị nên chuyển dần sang những cái mã cổ phiếu loại một, hoặc là những cái mã cổ phiếu loại 2, nhưng mà cái tính chắc chắn của nó an toàn thì anh chị có thể đánh. Rồi những cái mã cổ phiếu loại 2 như là CTS. CTS thì trong giai đoạn vừa rồi nó cũng tạo nền, nó cũng tương đối, mặc dù nó không siết chặt, nhưng mà cái mã cổ phiếu này tạo nền cũng rất ok. Thì cái mã cổ phiếu này anh chị có hàng nắm giữ được, còn cái mã cổ phiếu này em không khuyến khích mua. Rồi tiếp theo là mã EBS. EBS này tạo nền chặt anh chị ha, cái mã cổ phiếu này tạo nền cũng ok đó. Đó, tạo nền rất ok với cái mã cổ phiếu này. Thì anh chị nào thích đánh loại 2, anh chị nào thích đánh loại 2 ha. Em thì em không có đánh loại 2, nhưng mà anh chị nào thích đánh loại 2 thì anh chị có thể mua với mã cổ phiếu EBS này, quanh giá 15 15.5. Rồi tiếp theo là mã ES. ES thì cái mã cổ phiếu này vượt đỉnh rồi. Đó, cái mã cổ phiếu này vượt đỉnh rồi chị, thì cái mã cổ phiếu anh chị nào có hàng năng chặn lại lên thôi. Tiếp theo là mã cổ phiếu BVS. Đây BVS thì trong giai đoạn vừa rồi này nó tạo nền rất là chặt. Thấy anh chị không? Mặc dù là nó là những cái mã cổ phiếu loại 2 đó, nhưng mà cái mã cổ phiếu trong quá trình đi lên của nó và nó tạo nền, nó siết nền rất là chặt, thì cái mã cổ phiếu này anh chị có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được. Cái mã cổ phiếu này anh chị nào nắm giữ thì anh chị lưu ý cái mức gọi là cái mức kháng cự bên trên của nó là khoảng dưới 32 ha, là cái vùng đỉnh cũ của nó. Rồi tiếp theo em xin đi qua một vài cổ phiếu ngành thép. Ngành thép thì ngày hôm nay á, ngành thép đa phần là những cái mã cổ phiếu đều về nền hỗ trợ, và là nền cái về về cái nền hỗ trợ bên dưới và nó bật tăng lên trở lại. Ví dụ Nam Kim này chạy đây, Nam Kim mà không ngày hôm nay nó chạm về các cái đường như là MA5, MA10, MA20 này, đó là ba cái đường này thì nó bật tăng lên trở lại. Thì anh chị nào có hàng Nam Kim á, thì có thể nắm giữ được. Còn để đánh lại với những cái mã cổ phiếu thép thì anh chị nên chờ một thời gian nữa đi. Tại vì cái gọi là cái tín hiệu thép với cái mã những cái mã cổ phiếu thép á, thì anh chị nên chờ dòng tiền nó vào. Nên chờ dòng tiền vào một cái phiên mà những cái vài phiên mà nó bùng nổ một xíu thì chúng ta sẽ chú ý lại với những cái mã cổ phiếu ngành thép. Rồi tiếp theo là Hoa Sen. Hoa Sen thì ngày hôm nay chạm về cái đường MA20 và nó bật tăng lên trở lại, thì cũng đóng đếm với một cái nến rất tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn về cái cách đánh của cái mã Hoa Sen này á, thì giai đoạn này Hoa Sen cái cách đánh của nó rất khó chịu, hoặc là nó hơi khó chịu một xíu. Nó ví dụ nó tăng, anh chị nhìn này, nó tăng 3 phiên, giảm 2 phiên, tăng 3 phiên, giảm 3 phiên này, tăng 2 phiên, giảm 4 phiên. Đó thì những cái gọi là cái cách đánh của mã cổ phiếu Hoa Sen này á, cách đánh giai đoạn này nó hơi khó chịu một xíu, thì cái mã cổ phiếu Hoa Sen thì anh chị nên chờ giai đoạn sau nó tạo những cái vùng cân bằng mà nó ok một xíu thì anh chị có thể tham gia trở lại với cái mã Hoa Sen này. Rồi những cái mã cổ phiếu như SMC. Ở SMC thì cái vùng hỗ trợ cứng bên dưới của cái mã cổ phiếu SMC là khoảng giá 36 rồi, là cái gọi là 99%. 99% là khoảng vùng giá 36, là khoảng giá đáy với mã cổ phiếu SMC này rồi. Thì anh chị nào nắm giữ thì có thể tiếp tục nắm giữ được với mã cổ phiếu SMC này. SMC là một cái mã cổ phiếu có nền tảng doanh nghiệp rất là tốt trong ngành thép. Thì cái mã cổ phiếu này anh chị nên chờ thêm một giai đoạn nữa đi, một giai đoạn nữa mà nó vượt được, nó có những tín hiệu mà dòng tiền vào, tại vì giai đoạn này dòng tiền nó vẫn hơi thiếu với mã cổ phiếu SMC này, thì anh chị nên chờ thêm. Rồi tiếp theo là mã Hợp Phát. Hợp Phát giai đoạn trước là một cái mã cổ phiếu quốc dân được rất nhiều anh chị khen, gọi là được rất nhiều anh chị nhà đầu tư yêu thương và quan tâm. Đó, giai đoạn này thì anh chị khen rất nhiều. Hòa Phát đem lại chúng ta, cho chúng ta đem lại cho chúng ta những cái lượng lợi nhuận rất là lớn. Hòa Phát đem lại cho tài khoản chúng ta những cái mức sinh lợi rất là ok. Nhưng mà trong giai đoạn này á, trong cái room mà thậm chí là trong cái room cộng đồng của em á, rất nhiều anh chị chửi với cái mẹ Hòa Phát này, thậm chí chửi rất là nặng. Tại vì anh chị, tại vì khi mà anh chị thấy những cái mẹ cổ phiếu khác á, nó chạy rất tốt, nhưng mà cái mẹ cổ phiếu Hòa Phát này giai đoạn này nó khá là chậm, thậm chí nó rất là chậm trong ngành thép, mặc dù nó là những cái mã cổ phiếu quốc dân và nó đào đâu đang gọi là cái kỳ vọng duy nhất của cái mã Hòa Phát nói riêng, cũng như là những cái mã cổ phiếu ngành thép nói chung á, trong giai đoạn này nó là cái kết quả kinh doanh quý 2, báo cáo tài chính quý 2 cũng như là quý 3, thì gọi là kỳ vọng á, thì nó rất lớn những với những cái mã cổ phiếu thép. Nhưng mà anh chị lưu ý, ví dụ anh chị lưu ý này, trước một cái cơn sóng lớn á, thì thông thường những cái mã cổ phiếu nó sẽ có một giai đoạn nó chững lại. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tin tức thì ai cũng biết á, thì người ta mua vào rất nhiều, vậy thì những cái mã cổ phiếu mà những cái đội lái cũng như là những cái tổ chức á, thì nó sẽ lấy tâm lý đó, nó sẽ có một giai đoạn nó rụ cung và nó chững lại, và khi mà nó chững lại thành công cũng như là test lại cái luật cung cầu thành công á, nó sẽ đánh thêm một hình nó
nó xin lỗi chị, nó sẽ đánh theo một con sóng nó mạnh mẽ hơn. Chừng nào mà các anh chị còn chửi á, có nghĩa là anh chị chửi càng nhiều, anh chị bán càng nhiều, thì lúc đó là lúc những cái mẻ cổ phiếu nó sẽ chạy. Anh chị biết, anh chị cứ để ý xem, lúc mà anh chị chửi cái mẻ cổ phiếu đó càng nhiều, anh chị chán chán nản với những cái mẻ cổ phiếu đó càng nhiều á, thì gọi là các cái tổ chức á, nó đã lùa tâm lý cho các anh chị đến cái mức đường cùng rồi đó, thì lúc đó những cái mẻ cổ phiếu đó sẽ chạy. Thì anh chị lưu ý, cái mẻ cổ phiếu HBG á, mặc dù nó giảm điểm nhưng mà nó vẫn giữ được cái xu hướng của nó vẫn giữ được cái xu hướng của nó, và nó đang giữ đây, nó đang giữ trên cái mức hỗ trợ của nó là khoảng giá 50. Nếu mà nó giữ trên cái mức giá 50 á, thì cái mẻ cổ phiếu này nó vẫn rất là tốt, rất tốt mẻ cổ phiếu Hòa Phát này ha. Để tham gia thì gọi là để giữ á, thì vẫn có thể giữ được với mẻ cổ phiếu Hòa Phát này trên vùng giá 50, nhưng mà để mua mới với cái mẻ Hòa Phát này thì anh chị nên chờ thêm một giai đoạn nữa. Thì đó là quan điểm chung, Hòa Phát nói riêng cũng như là những cái mẻ cổ phiếu thép nói chung trong dòng này, thì em nói chung luôn những cái mẻ cổ phiếu thép cái gì ha. Rồi tiếp theo là những cái mẻ cổ phiếu bất động sản. Thì chúng ta cùng nhìn qua những cái mẻ cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay nó diễn biến như thế nào. Đầu tiên là mã BDR, Phát Đạt. Phát Đạt thì cái mẻ cổ phiếu này, anh chị nhìn cái cách đánh của mẻ cổ phiếu Phát Đạt này, thì cái mẻ cổ phiếu này á, cách đánh của nó rất là dễ chịu, nghĩa là trong quá trình đi lên của nó, những cái phiên mà nó rủ hàng á, nó rủ không có nhiều, nó chỉ giảm một vài phiên mà nó tăng thôi, thì cái mẻ cổ phiếu Phát Đạt này anh chị nào có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được. Và cái mẻ cổ phiếu này anh chị ha, cái mẻ cổ phiếu này cái độ của cái là cái độ đánh với mẻ cổ phiếu Phát Đạt á, cái độ rất là mạnh. Nghĩa là cái mẻ cổ phiếu này, cái tổ chức là các mặt với cái mẻ cổ phiếu Phát Đạt này á, là một cái độ cực kỳ mạnh với cái mẻ cổ phiếu này. Thì anh chị nào có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được với mẹ cổ phiếu này, hoặc là anh chị có thể lấy về thế với mẹ cổ phiếu này quanh giá 95. Cái mẻ cổ phiếu này nhiều khả năng nó sẽ vượt được giá 100 trong giai đoạn sắp tới. Tiếp theo là VCS. VCS đó, thì anh chị nhìn nè, cái mẻ cổ phiếu này á, cái mẻ cổ phiếu này cái cách đánh của nó rất là hay. Tiền vào này, đây tiền vào một phiên này, tiền vào hai phiên này, nhưng mà anh chị vào để ý vào cái phiên ngày 17 tháng 6 này, cái phiên ngày hôm nay, cái phiên này này tiền nó vào á, nhưng mà tiền vào không đạt, và sau đó là nó chắc chắn nó sẽ có những cái phiên rủ cung này, nhưng mà anh chị lưu ý nó vẫn giữ được cái trend của nó, mà nó có những cái phiên rút chân. Những phiên rút chân là những cái phiên tới lại cái lùm cung cầu, khi mà nó rủ xuống xong á là cái chị bán hết đi, sau đó cái mặt nó hút gọi là rút chân lên lại. Thì cái mẻ cổ phiếu VCS này á, thì anh chị có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được. Thì em khá là tiếc, có nghĩa là em theo dõi rất là kỹ với cái mẻ cổ phiếu VCS này rất là lâu rồi, nhưng mà cái mẻ cổ phiếu này em hơi chần chừ và em không mua kịp với cái mẻ cổ phiếu VCS này, thì em hơi tiếc một chút. Nhưng mà làm sao cái mẻ cổ phiếu này khi mà test lại đoạn sau thì chúng ta sẽ đánh lại với cái mẻ cổ phiếu này ha. Cái mẻ cổ phiếu rất tốt anh chị. Rồi tiếp theo là mẻ DRH. DRH thì cái mẻ cổ phiếu này vẫn hơi yếu. Giai đoạn sau chúng ta tham gia. Novaland. Novaland thì cái mẻ cổ phiếu này giai đoạn này nó chạy thêm một nhịp nữa rồi. Thì cái mẻ cổ phiếu này anh chị nào chấp nhận rủi ro, cái anh chị nào chấp nhận rủi ro thì anh chị có thể đua giá với mẻ cổ phiếu này luôn. Còn em thì em sẽ không đua giá và đuổi giá với mẻ cổ phiếu này ha. Rồi tiếp theo là KDH. KDH thì giai đoạn này anh chị chửi với mẻ cổ phiếu KDH này rất nhiều. Anh chị chửi với mẻ cổ phiếu này sao chậm thế, sao chậm thế. Nhưng mà cái mẻ cổ phiếu này anh chị nhìn đi, nó vẫn giữ được cái trend rất là tốt, và cái mã cổ phiếu này nó không giảm quá nhiều nữa anh chị, nó không giảm quá nhiều. Thì cái mã cổ phiếu này anh chị có hàng thì tiếp tục nắm giữ được, và lưu ý cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 35 35.6 35.6 35.7 với cái mã cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là mã EJC. EJC thì trong trong cái video ngày hôm qua em có nói á, thì mức hỗ trợ bên dưới của mã EJC này là khoảng giá 32, thì ngày hôm nay nó giữ trên vùng giá 32 thật. Thì cái mã cổ phiếu này để mà nó chạy á thì nó phải cần thêm những cái phiên mà nó test lại, tại vì á sau một những cái nến mà nó giảm mạnh như thế này thì nó phải có những cái phiên giống như là những cái phiên chuẩn lại để chúng ta ổn định lại tinh thần chính trị, giống mà chúng ta giống như cái phiên này á, giống như là con người chúng ta vừa trải qua một cái cú sốc mạnh, thì những cái lần phía sau á thì giống như là chúng ta sẽ nghĩ lại, sẽ dừng chân lại để chúng ta gọi là ổn định lại tinh thần. Thì khi nếu mà nó test lại cái lượng cung cầu nó ok thì nó sẽ chạy thêm một giai đoạn nữa. Thì mẹ BJC này á, nó sẽ chạy nữa nhưng mà nó sẽ cần thêm một thời gian để nó chỉnh lại và nó tới lập lượng cung cầu, thì anh chị nó nắm giữ thì trên giá 32 thì anh chị có thể nắm giữ được với mẻ cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là mẻ HDG. HDG thì cũng tương tự như cái mẻ EJC, thì nó đang trong một quá trình nó gọi là tới lại lượng cung cầu anh giá này, thì cái mẻ cổ phiếu này anh chị nên chờ thêm một giai đoạn nữa. Những cái mẻ cổ phiếu này nó tích lũy lại nhưng mà khối lượng thấp này chị đó, khối lượng thấp thì cái mẻ cổ phiếu này nó ok. Cái mẻ cổ phiếu này nếu mà giai đoạn sau nó tiền nó vào lại thì chúng ta sẽ đã làm với mẻ cổ phiếu này. CKG. CKG thì cái mẻ cổ phiếu này nó cái cách đánh của nó hơi khó chịu một xíu. Cách đánh thì nó lên xuống nó liên tục, thì cái mẻ cổ phiếu này nên chờ giai đoạn sau mà nó vượt cả nó khoảng 18 thì chúng ta sẽ chú ý lại với mẻ cổ phiếu này anh chị ha. KBC. KBC thì cái mẻ cổ phiếu này em cho các chị gọi là anh cho em đã cho các chị khách hàng của em mua khoảng giá 36 rồi. Thì giai đoạn này á anh chị nào đánh dài ha thì anh chị có thể mua mua với cái mẻ cổ phiếu này qua giá 39 luôn. Mua mua mới hoặc là mua gia tăng với mẻ cổ phiếu này. Anh chị nhìn nhìn với những cái phiên tách cung của mẻ cổ phiếu này nè, đó anh chị thấy những phiên rủ xuống không, đỡ lên này, rủ xuống đỡ lên, đỡ rủ xuống đỡ lên này, thì cái mẻ cổ phiếu này á
anh chỉ có hàng tiếp tục nắm giữ được, mua mới hoặc mua gia tăng mua giá 39, ok với mẹ cổ phiếu này. Tiếp tục nắm giữ gì ha. DIG, DIG thì ngày hôm nay sau khi mà nó chạm về cái đường EMA 50 với mẹ cổ phiếu này thì nó bật tăng lên trở lại, thì cái mẹ cổ phiếu DIG ấy, nhiều khả năng nó sẽ cần thêm những cái vùng chỉnh lại cân bằng thêm một vài phiên nữa, và chừng nào mà nó vượt giá khoảng 27-28 thì cái mẹ cổ phiếu này nó sẽ tích cực hơn rất nhiều. Còn giá này các chị chưa nên tham gia quá sớm, có hàng thì giữ trên khoảng giá 25 thì có thể cân nhắc nắm vô được. Tiếp theo là các cái mẹ cổ phiếu như là DG. DG thì anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ được với mẹ cổ phiếu này ha. Cái mẹ cổ phiếu này á, anh chị cân nhắc, anh chị nào nắm giữ thì anh chị có thể nắm giữ được, tại vì nhiều khả năng cái vùng này 90% là cái vùng đáy với mẹ cổ phiếu DG này rồi. Thì như anh chị hỏi em á, khi nào mua mua trùng giá với mẹ cổ phiếu này, anh chị nên chờ một cái phiên tiền vào đi, tiền vào nổ vô thì anh chị mua lại mẹ cổ phiếu này, mua trùng giá hoặc là mua mới với mẹ cổ phiếu này luôn, rất ok. Rồi tiếp theo là mẹ HBC, những mẹ cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Thì HBC nó đang tạo và đang dựng giá quanh vùng này thì anh chị nên chờ những cái phiên mà nó vượt vượt cái cản là khoảng giá 17 thì anh chị có thể tham gia trở lại với mẹ cổ phiếu này. Tiếp theo là những cái mẹ cổ phiếu như VRE. VRE thì cái mẹ này hơi yếu, chưa tham gia được. Long Hậu. Long Hậu thì nó vẫn hơi yếu, mặc dù nó vẫn chưa được xu hướng anh chị, nhưng mà cái mẹ cổ phiếu này nó gặp áp lực chốt lời khá lớn thì đã quay trở về cái vùng đỉnh cũ của nó này. Nó test lại thì cái mẹ cổ phiếu này chị nên chờ thêm một giai đoạn nữa ha. Rồi, tiếp theo là mẹ Nam Long. Đây, Nam Long thì nó đang về cái vùng nền cũ bên dưới của nó, thì cái vùng này là một cái vùng này rất là chắc chắn với cái mẹ cổ phiếu này rồi, thì cái mẹ cổ phiếu này anh chị nắm giữ, có hàng thì có thể nắm giữ được với cái Nam Long này, tiếp tục nắm giữ ha. Chưa nên bán với mẹ cổ phiếu này, có nghĩa là anh chị nào chưa bán thì em nghĩ giai đoạn này các anh chị chưa nên bán và quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 37.5. Rồi đó là những cái mẹ cổ phiếu. Vinhome nữa. Vinhome thì nó vẫn đang giữ giá tốt anh chị. Đây, Vinhome thì nó vẫn đang giữ giá tốt quanh cái vùng đỉnh cũ của nó là khoảng giá 112. Thì cái mẹ Vinhome này anh chị có thể lấy vị thế với mẹ cổ phiếu này đánh dài như ha. Vinhome là cái mẹ cổ phiếu trụ, và những cái mẹ cổ phiếu trụ là Vinhome, Vietcombank á thì anh chị đánh dài, chứ anh chị đánh ngắn thì anh chị không thể chịu được nhiệt với những cái mẹ cổ phiếu này đâu. Anh chị lưu ý, đánh dài thì có thể mua được, còn đánh ngắn thì anh chị bỏ qua những cái mẹ cổ phiếu trụ ha. Rồi tiếp theo là những cái mẹ cổ phiếu dầu khí. Dầu khí thì em có nói rồi, cái mẹ những cái mẹ cổ phiếu dầu khí á, về cái trend của nó, ví dụ anh chị nhìn cái mẹ cổ phiếu BVS này đó, mặc dù nó giảm nhưng mà anh chị nhìn đây, nó vẫn giữ cái xu hướng, mà xu hướng là một cái yếu tố rất là quan trọng của một cái mẹ cổ phiếu. Nó vẫn chưa được xu hướng thì chúng ta vẫn giữ được, vẫn nắm giữ được với những cái mẹ cổ phiếu, hay là những cái mẹ cổ phiếu BVT này anh chị thấy nó tạo nền không đó, tạo nền này, BS tạo nền này, thì những cái mẹ cổ phiếu dầu khí á, thì anh chị nào có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được nó, tiếp tục nắm giữ được với những cái mẹ cổ phiếu dầu khí. Còn nếu anh chị nào mà thích đánh những mẹ cổ phiếu dầu khí thì anh chị có thể lấy vị thế giá đỏ, nghe em nói chung ha, em nói chung luôn, anh chị có thể lấy vị thế những cái mẹ cổ phiếu giá đỏ như là BVS này. Em thì em chỉ thích đánh BVS, BSR cũng như là BVT thôi. Em phải đánh ba cái mẹ này với OI. OI thì cái mẹ cổ phiếu này có thể đánh được, nhưng em hay đánh BVS, BVR cũng như là BVT hơn. Thì nếu anh chị nào mà thích đánh những cái mẹ dầu khí, anh chị đánh ngắn á, thì anh chị có thể đánh T cộng 3, T cộng 5 với những cái mẹ dầu khí BVS, BSR, BVT hay là OI, bốn mẹ này. Thì anh chị thích mẹ nào thì anh chị quèo lựa mẹ đó. Giá đỏ trong tuần sau thì anh chị có thể mua. Với đánh ngắn thôi nhé, đánh ngắn thôi, không đánh dài. Còn những cái mẹ cổ phiếu là BVD. BVD thì cái mẹ cổ phiếu này cũng ok thôi, nhưng cái mẹ cổ phiếu này cái cách mà nó tạo nền á, cái mẹ cổ phiếu này nó hơi đầu cơ. Đây anh chị nhìn kỹ này. Anh chị nhìn kỹ với cái mẹ cổ phiếu BVD này, anh chị thấy cái tính đầu cơ nó rất là cao không? Đây cái tính đầu cơ thấy lên xuống liên tục và cái nền nó không siết chặt. Thì những cái mẹ cổ phiếu này em không nói nó xấu, nhưng mà cái cách đánh của nó hơi khó chịu một xíu, và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý của chúng ta. Thì chúng ta nên chờ giai đoạn sau. Nên là nên chờ giai đoạn sau, những cái mẹ cổ phiếu BOD thì chúng ta canh giai đoạn sau. Còn giai đoạn này anh chị tham gia thì anh chị có thể canh tham gia BVS, BVR, OI cũng như BVT. Anh chị có thể lấy vị thế, chúng ta đánh ngắn thì trọng nhỏ thôi. Chúng ta nên lướt lát một vài phiên thì chúng ta chốt. Rồi đó là quan điểm chung của em với những cái mẹ cổ phiếu ngành dầu khí ha. Rồi tiếp theo là những cái mẹ cổ phiếu midcap đi. Chúng ta nhìn qua những cái mẹ cổ phiếu midcap một chút. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video của em ngày hôm nay. Nhìn qua các mẹ cổ phiếu midcap như là Debaco. Debaco hiện tại đã vượt đỉnh rồi. Đó, được vượt đỉnh rồi, thì cái mẹ cổ phiếu này á, anh chị nên chờ nó test lại chúng ta sẽ tham gia, tại vì tiền lớn nó vào. Nhưng mà cái cách đánh của mẹ cổ phiếu Debaco nó khá là dị. Tại vì thông thường á, anh chị nhìn những cái mẹ cổ phiếu khi mà nó tạo nền á, thông thường nó sẽ có những cái phiên test cung rút chân trên. Xin lỗi anh chị, có những phiên cạn cung, hay là những phiên no diamond, hay là những phiên test cung, những phiên rút chân dưới. Nhưng mà cái mẹ cổ phiếu Debaco này anh chị nhìn để kỹ đây. Đó. Nó rút chân trên này, rút chân trên xong là nó test cung thì ok này, nhưng mà nó giảm xong cái phiên này á, anh chị nghĩ đây, cái phiên này gặp áp lực chốt là lớn, thì anh chị nghĩ ai được, cần là ai dám lấy vị thế vào cái phiên này. Nhưng mà thì những cái phiên là cái cách đánh của thằng Debaco á, nó hơi khó chịu một xíu, thì cái mẹ cổ phiếu này rất là khó chọn đi mua.
cái mẻ cổ phiếu này là hơi khó chọn điểm mua một xíu. Thì cái mẻ cổ phiếu này nếu anh chị không căng cái giá, có nghĩa là nếu anh chị không căng cái giá những cái điểm mua an toàn á, thì anh chị có thể mua với mẻ cổ phiếu này. Còn em thì em sẽ chờ thêm giai đoạn sau, nếu mà test lại thì em sẽ mua với mẻ cổ phiếu này. Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau thì hai mẻ này nó chạy đồng pha rồi. Đạm Phú Mỹ chạy như thế nào thì Đạm Cà Mau nó sẽ chạy như vậy. Thì cái mẻ cổ phiếu Đạm Phú Mỹ là cả Đạm Cà Mau á, thì anh chị nào có hàng thì tiếp tục nắm cho được, còn mua thì anh chị có thể lấy vì thế được với hai cái mẻ cổ phiếu này ha. Nếu chị thích đánh mid cap, còn nếu chị nào thích đánh ngân hàng cũng như là chứng khoán không thì anh chị có thể đánh ngân hàng cũng như là chứng khoán không. Còn nếu chị thích đánh mid cap thì anh chị có thể lưu ý với cổ phiếu Đạm Phú Mỹ hay Đạm Cà Mau này, tại vì những cái mẻ cổ phiếu này dự giá nó tốt. Các mẻ cổ phiếu ngành thủy sản như là ANV, ANV các cái mẻ cổ phiếu như là ANV hay là FMC hay là VHC, các mẻ cổ phiếu ngành thủy sản trong giai đoạn này thì nó tương gọi là nó gặp áp lực chốt lời tương đối ngay tại những cái vùng đỉnh cũ của nó. ANV thì nó gặp áp lực chốt lời tương đối quanh vùng đỉnh cũ này. Thì cái mẻ cổ phiếu này anh chị nắm giữ thì anh chị lưu ý mức chặn lãi bên dưới của nó là khoảng dưới 31 ha. GVR, GVR thì cái mẻ cổ phiếu dự giá tốt, cái mẻ cổ phiếu này dự giá tốt thì anh chị có thể lấy vị thế với mẻ cổ phiếu này. Ok, các mẻ cổ phiếu E3 con A. Ba con A thì cái mẻ cổ phiếu này em có báo anh chị chốt lời quanh giá là khoảng giá 10-19 rồi, 19-19.5 rồi. Thì anh chị nào có hàng với mẻ cổ phiếu này thì hiện tại các anh chị nên cắn chốt lời đi. Có nghĩa là nếu anh chị nào bán với mẻ cổ phiếu này thì anh chị nên cắn chốt lời. Tại vì sao anh chị? Tại vì cái mẻ cổ phiếu này á, trong một quá trình đi lên á, cái nền nó không có. Cái nền anh chị thấy trong quá trình đi lên cái nền nó không có. Đó, khi nó giảm á thì nhiều khi nó sẽ giảm xuống những cái vùng như thế này thì nó sẽ hơi nguy hiểm. Nhiều khả năng nó sẽ test là cái vùng đỉnh cũ của nó chị. Nó nhiều khả năng nó sẽ rơi xuống cái vùng là khoảng giá 10-18 đã test là cái vùng đỉnh cũ bên dưới của nó. Thì cái mẻ cổ phiếu này anh chị nào mua dưới này thì anh chị cắn chốt lời dần đi, giá đằng sau test là ok thì chúng ta sẽ đánh lại. VHC thì đang tiệm cận với cái vùng MA 20 này đó, đang tiệm cận với vùng MA 20 và cái vùng này này cũng là cái vùng mà nó xuất phát của cây nến này. Cây nến mà cái cá mập nó đẩy giá này thì nhiều khả năng nó sẽ tạo những cái vùng cân bằng để nó chỉnh lại cái đà giảm. VSC thì nó sẽ chỉnh lại để giảm thêm khoảng 2 đến 3 phiên nữa. Và nếu mà tới là thành công của khối lượng giảm thì cái mẻ cổ phiếu này nó vẫn còn một cái nhịp nữa. Nó vẫn chưa dừng lại với mẻ cổ phiếu này đâu, tại vì anh chị nhìn cái giai đoạn trước này. Giai đoạn trước thì cái mẻ cổ phiếu này là không 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 có dòng tiền. Nhưng mà anh chị nghĩ đi, vào cái phiên này ai mua anh chị? Giai đoạn trước thì không ai mua, nhưng mà cái phiên này tự nhiên nó bùng nổ về khối lượng thì cái phiên này chỉ có tổ chức nó mua thôi. Thì khi mà nó chạm về cái vùng này này, nếu mà cái mẻ cổ phiếu BSC này mà nó rơi thẳng xuống luôn thì không khác gì mà cái tổ chức nó tự lấy dao nó cắt tay nó. Thì cái mẻ cổ phiếu này anh chị có hàng tiếp tục nắm như được và theo dõi thêm quanh giá khoảng 43.5 là khoảng cái vùng giá MA20 với cái mẻ cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là mã VGT. VGT thì đang về vùng đỉnh cũ. Thì những cái mẻ cổ phiếu này anh chị nên chờ nó tạo những cái vùng cân bằng đây thì anh chị nó có thể tham gia trở lại. Tại vì cái mẻ cổ phiếu này á, tiền lớn nó vào rồi, không có nghĩa là không phải tự nhiên mà tiền lớn nó vào những cái phiên như này đó anh chị, không phải tự nhiên. Thì anh chị nên chờ một giai đoạn mà nó chuẩn lại, mà test lại cung cầu ok thì anh chị có thể làm thêm một vòng nữa với mẻ cổ phiếu VGT này. Cái mẻ cổ phiếu này tiềm năng á, rất là tiềm năng trong giai đoạn sắp tới. Rồi đó, các mẻ cổ phiếu mid cap như là RE thì giai đoạn này vẫn hơi yếu, nhưng chờ dòng sau GVR, GMD. GMD dự giá tốt, cái mẻ cổ phiếu này anh chị có thể lưu ý mức gọi là cái mức hỗ trợ dưới nó là khoảng 42 về mẻ cổ phiếu này. Cái mẻ cổ phiếu là GEX. GEX thì mẻ này yếu quá, cái mẻ cổ phiếu này khá là yếu. Cổ phiếu như SBT, SBT cũng tương tự, cũng khá là yếu. Cái mẻ cổ phiếu này là dự giá không được chị. Mặc dù tiền lớn nó vào rồi nhưng mà cái mẻ cổ phiếu này là dự giá hơi yếu. Mà dự giá yếu thì mẻ cổ phiếu này chúng ta chú ý lại trong dòng sau. Rồi chắc có lẽ làm sẽ dừng cái buổi. Chắc có lẽ em sẽ dừng cái video của em trong ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem cái video ngày hôm nay ha. Rồi thì nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong room tư vấn khách hàng thì anh chị có thể liên hệ qua số Zalo cho em là 0387931289, hoặc là anh chị có thể thực hiện theo các bước bên dưới phần mô tả này thì em sẽ hướng dẫn các chị vào room ha. Rồi em xin cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem cái video ngày hôm nay. Chúc anh chị và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị trong cái buổi livestream của em ngày mai.